Chào anh em nhé, ngày hôm nay thì Cường sẽ review cho anh em xem một cái cặp súp đôi 6 tấc từ Neo nha, của hãng D&L. Đây là cái cặp súp đôi, tuy nhiên thì nó gọn như một cái súp đơn luôn anh em nhé. Công suất rất là lớn. Anh em nhìn thấy mình đã tháo lưới rồi. Tháo lưới sẵn rồi, và đây là bên trong của bát của nó. Quan trọng là men. Và anh em nhìn thấy nha, đây là cái súp đôi nhá, súp đôi 6 tấc từ Neo. Cân nặng của nó chỉ có 58 kg. Nó gọn gàng không khác gì một cái súp đơn luôn nhé. Đây, bát bên trong của nó đây. 6 tấc nha anh em nhá. Đây là cái mặt lưới của nó, mình đã tháo lưới ra rồi. Anh em nhé. Và đi kèm với cái súp này thì sẽ có cái loa full đây. Cái này là full đôi nha. Full đôi nó gọn bằng một chiếc full đơn. Full đôi cái này trong này nó có hai bát 30 và một chép 750 anh em nhé. Cái này người Việt Nam chúng ta gọi nó là loa hỏa tiện nhá. Cái này hỏa tiện là Việt Nam gọi ra anh em nhé. Còn nước ngoài không ai gọi hỏa tiện đâu nhé. Đây, mình cứ gọi là hỏa tiện đi. Đây. Cái này cùng hạng với lại cái súp đôi kia anh em nhé. Khi kết hợp một cái này với lại một cái súp đôi kia là y bài. Súp này rất là bạo lực nha, dùng cho anh em chúng ta làm show đám cưới lớn hoặc là sự kiện nha. Anh em là có nhu cầu thì liên hệ với Cường nha. Anh em nhấn subscribe đăng ký kênh YouTube của Cường. Rồi bây giờ chào anh em nhé.